Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Gaming Star của mình. Ok anh em, thì ở cái video ngày hôm nay mình sẽ review con Sané ở cái sự kiện Revan Red, một cầu thủ đang chơi bóng tại Đức trong màu áo của Bayern Munich. Con hàng này thì anh em có thể mở được trong bát 96 cộng ở Bundesliga và tỷ lệ mở ra con này là khoảng 13%. Mình cũng đã thử check giá của con Sané trên chợ rồi, giá hiện tại đang rơi vào khoảng tầm 550 nha anh em. Thì anh em nào mà thích con này nhưng mà không mở được thì có thể lên chợ mua về dùng. Thì mức over gốc của con Sané là 98 và mình đã nâng lên over 101 rồi, để cho trải nghiệm cầu thủ được tốt hơn thôi. Còn run up thì mình vẫn giữ nguyên là run up 8. Con này thì sử dụng skill board là attacking và hiện tại thì skill board này của mình đang ở mức level 14. Ngoài vị trí sở trường là LV kép thì Sané cũng có thể chơi được ở vị trí LM, LF, RV kép, ST và LV kép B. Nhìn vào những chỉ số chung của Sané thì nổi bật hơn hết là ba chỉ số về tốc độ, sút và nhanh nhẹn. Còn những chỉ số còn lại thì cũng không quá là cao. Đi chi tiết về chỉ số của Sané, với skill board attacking thì Sané sẽ được bước 5 chỉ số. Đó là những chỉ số về khả năng bứt tốc là 140, một chỉ số tốc độ rất là cao. Chỉ số về sút xa là 136, chọn vị trí với chỉ số là 133. Tiếp theo là chỉ số sút bóng kỹ thuật là 136 và kiểm soát bóng là 140. Chỉ số về kiểm soát bóng cũng rất là cao. Ngoài ra thì còn một vài chỉ số cũng rất đáng chú ý. Đó là chỉ số về lực sút là 134 và chỉ số về rê bóng là 128. Còn về thể hình thì Sané cao 1m83 và nặng là 80kg. Một thể hình cũng khá là nhỏ con. Sử dụng skill là Lip Lap. Bên cạnh đó thì còn được bổ trợ thêm 3 cái chỉ số ẩn. Đó là những chỉ số bước về khả năng sút phạt mạnh, tinh tế và rê bóng tốc độ. Ok, nhìn chung với cái bộ chỉ số này thì mình nghĩ đây sẽ là một con hàng chủ yếu là dùng tốc độ và khả năng rê dắt tốt của mình, để từ đó sẽ tung ra những cái pha dứt điểm để mang lại bàn thắng. Giờ thì mình sẽ đi vào những trận đấu VSA và Hit to Hit để xem là trong in game Sané có chơi đúng với cái bộ chỉ số này hay không nha. Ok, let's go. From the sea, here we stand, open arms. This
Ok anh em, thì sau một vài những trận đấu với SA và Hit to Hit thì mình thấy rằng đầu tiên là về tốc độ, có lẽ không cần phải bàn nhiều về khoảng bứt tốc của Sané nữa rồi. Nhưng mà để chạy ở quãng đường dài thì mình thấy Sané chạy cũng không có nhanh lắm nha anh em, tốc độ cũng bình thường thôi. Về khoảng chuyền bóng và tạt bóng thì mình thấy Sané cũng khá là ổn. Về khoảng dứt điểm thì sút gần hay là khứa lồng gì cũng đều rất là hay. Rê dắt bóng thì cũng rất là mượt, xử lý bóng và xoay người thì cũng khá là dẻo. Có lẽ điểm yếu lớn nhất của Sané là nằm ở thể hình. Trong những pha tranh chấp thì Sané khá là thất thế, và khả năng hỗ trợ phòng ngự của Sané cũng rất hạn chế. Nhìn chung thì đây là một con tiền đạo cánh có xu hướng là chơi bó vào trong, phù hợp với những anh em nào thích lối chơi rê dắt và thực hiện những pha khứa lồng. Còn những anh em nào mà chơi lối chơi tạt cánh đánh đầu thì mình nghĩ là nên cân nhắc trước khi sử dụng con này. Trên thang điểm 10 thì mình sẽ chấm cho Sané là 9.25/10. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu anh em nào thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy để lại cho mình một like cộng với một đăng ký để mình nhanh chóng đạt được 1.000 subscribe nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye anh em.